Kỳ Duyên mỉa mai vợ chồng Harry, chơi 10 tập thì thua hết 9 lần. Trấn Thành bật lại một câu đàn em cứng họng. Màn đối đáp duyên dáng của Trấn Thành và đàn em Kỳ Duyên khiến nhiều người có mặt trong buổi họp báo khi đàn ông mang bầu không thể nhịn cười. Trong buổi họp báo khi đàn ông mang bầu 2018 diễn ra, chiều 14 tháng 5 tại trung tâm hội nghị Capella, vợ chồng Trấn Thành Harry Won thừa nhận mình thiếu may mắn và gần như thua toàn tập trong các thử thách của chương trình. Hoa hậu Kỳ Duyên nhanh chóng lên tiếng như một nhân chứng rằng hai đội còn lại đều vui mừng trong những lần hiếm hoi team Việt Hàn giành chiến thắng. Ngay lập tức Trấn Thành hài hước lên tiếng, tố Hoa hậu Việt Nam 2016, chỉ có dè biểu mỉa mai chứ hoàn toàn không có lời chúc mừng chân thành. Ngay khi Kỳ Duyên bày tỏ sự thông cảm, ông xã Harry Won bức xúc đáp lời, em đâu có chúc mừng bình thường Duyên, em dè biểu khinh khi, lại hỏi rằng, ủa cuối cùng anh chị cũng chịu thắng rồi hả? Harry Won cũng phụ họa với ông xã tiết lộ Kỳ Duyên mỉa mai thành tích thua toàn tập của gia đình Việt Hàn bằng câu nói, thắng rồi sao, chúc mừng nha. Sau khi bị tố mỉa mai, đội đối thủ Kỳ Duyên phải vất vả giải bày, trong khi người đồng hành Hứa Vĩ Văn được dịp cười no nê, hầu hết những người có mặt trong buổi họp báo đều thích thú. Khi Trấn Thành cố tình dùng giọng điệu mỉa mai để bày tỏ lòng biết ơn với chính Kỳ Duyên. Trước đó, cả Trấn Thành, Harry Won đều ngao ngán khi nói về việc chiến đấu cùng hai team Kỳ Vĩ Sông Giang để giành chiến thắng trong chương trình khi đàn ông mang bầu. Chính Trấn Thành cũng không lý giải được vì sao sự kết hợp lần này của hai vợ chồng anh lại gặp nhiều trục trặc như thế. Cái gì người ta làm bình thường, đến lượt mình tự nhiên lại thành khó khăn. Tấm em bé thì con cái người ta ngoan ngoãn, tới phiên con mình nó la. 1000 chuyện xảy ra khiến 10 tập thua hết 9. Trấn Thành bế tắc vì bị bà xã dìm hàng. Trong buổi họp báo, các nghệ sĩ cũng có nhiều chia sẻ xoay quanh hành trình tham gia chương trình, nhất là cảm giác khi mang chiếc áo bầu đặc biệt. Duyên cảm thấy rất thần kỳ, vì dù chỉ gắn máy móc thôi, nhưng vẫn đem lại cho mình cảm giác của các bà bầu. Duyên nghĩ là giống đến 70% mang bầu thật, Kỳ Duyên chia sẻ. Trong khi đó, nam diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết, các nghệ sĩ tham gia chương trình đôi lúc vừa có mâu thuẫn với đồng đội, vừa phải đối đầu với hai team còn lại. Giữa ba đội chơi có những điều cũng cam go với nhau nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên Vĩ Văn tham gia một show thực tế, thử thách rất khó khăn vì thí sinh còn phải mang bầu mà còn thi cặp đôi không phải cá nhân mà còn cần sự hòa thuận nữa. Để biết có phải đội Trấn Thành Harry Won chơi 10 thua 9 như lời Kỳ Duyên hay các nghệ sĩ vất vả ra sao trong lúc bầu bì, đừng quên theo dõi show thực tế khi đàn ông mang bầu tập đầu tiên lên sóng lúc 20h30 ngày 24 tháng 5 trên VTV3.